Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại Minh Toàn đang có mặt tại khu du lịch bán đảo quốc tế Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi các cái hình ảnh về bán đảo Tuần Châu này đến quý bà con cô bác, để giúp quý bà con cô bác, những ai mà chưa có dịp đến với Hạ Long nói chung hay là bán đảo Tuần Châu này nói riêng, để biết được bán đảo Tuần Châu này như thế nào mà lại thu hút được nhiều khách du lịch trong nước cũng như là quốc tế về với bán đảo Tuần Châu này. Thì bây giờ xin kính mời quý bà con cô bác hãy cùng với Minh Toàn chúng ta hãy khám phá cái bán đảo Tuần Châu này nhé. Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại Minh Toàn đang có mặt tại bán đảo Tuần Châu, hay còn gọi là cái khu du lịch Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và bây giờ thì ở Tuần Châu không phải là mùa du lịch, nhưng mà quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được các cái đoàn xe mà đưa khách du lịch về với Tuần Châu nói riêng và về Hạ Long nói chung. Khi về đây là các cái đoàn tàu mà đưa du khách đi ra Vinh và Cát Bà. Đây là một cái khách sạn. Trong Tuần Châu này thì quý bà con cô bác đang nhìn thấy một số cái nhà ở ven ven như thế này đằng trước mặt quý bà con. Đây là những cái nhà nghỉ, nghỉ ngơi uống nước thôi, chứ không phải là nhà nghỉ ngủ, nhà dừng chân để uống nước. Và các cái bốt chẳng hạn như là bốt bảo vệ, bốt công an. Đây bà con cô bác có thể nhìn thấy được du khách về với Tuần Châu. Theo cảm nhận của cá nhân Minh Toàn thì du khách về với Tuần Châu vào mùa này chủ yếu là du khách quốc tế, còn du khách Việt Nam thì rất là ít. Đây là các cái xe điện mà chạy ở trong Tuần Châu, trong khu du lịch Tuần Châu. Và chúng ta đang đi dần tới cái âu tàu để đưa quý bà con đi Tuần Châu hay là đi Cát Bà, đi ra Vịnh Hạ Long hay là đi Cát Bà. Và đây thì Minh Toàn nhìn thấy một số cái cano hay là một số cái du thuyền. Còn đây là trước mặt quý bà con cô bác là cái khu quần thể chung của Tuần Châu, khu du lịch Tuần Châu. Đấy. Đây các con tàu này là đang đưa quý khách đi tham quan. Chủ yếu trong âu tàu này là đưa quý bà con đi thăm Vinh, còn đi Cát Bà thì các con tàu mà chúng ta vừa đi qua. Và đây có cái con trực thăng đậu ở đây rất là đẹp. Đây là một con trực thăng. Hai con trực thăng luôn. Và đây là nơi mà chúng ta vào mua vé để lên tàu. Ở trong Tuần Châu này thì cũng đang xây dựng rất là nhiều quý bà con cô bác ạ. Những cái căn nhà như thế này là đang xây dựng. Và đây thì như quý bà con có thể nhìn thấy là đây là không phải là cái mùa du lịch, nên mà cái sự xây dựng rất là nhiều vào những cái mùa như thế này. Xây dựng xong thì mới vào mùa du lịch thì mới ít xây dựng thôi.
Bởi vào mùa du lịch thì hầu như là người ta hạn chế xây dựng để tránh bụi. Đây, các du khách này là được xe trung chuyển đưa đến các con tàu cũng như là đi về các cái nơi để tham quan ở Hạ Long này. Đi các xe điện. Và đây là một số cái con tàu mà chở chúng ta đi thăm Vinh cũng như là Cát Bà. Đây, các con tàu đây. Các con tàu này là đều có tên. Ví dụ như là tàu đây, mình toàn thấy một cái đoàn du khách này. Ví dụ mình toàn sẽ dừng lại đây và quay đến gửi đến quý bà con các bác. Đây là các cái con tàu mà đưa các cái du khách đi tham quan. Một số đoàn khách đi tham quan ở các vịnh mới về. Hình như là cái đoàn khách trước mặt của chúng ta là người Trung Quốc hay là Hàn Quốc gì đấy. Này, có em gái khá là xinh đẹp nhỉ. Ôi, em gái kia mặc quần che thua quá. Hình như là mặc không giống người Việt Nam. À đây, bây giờ là cái giờ tàu nó vào cập bến để cho các cái du khách lên đất liền. Tùy từng chuyến tàu chứ không phải là giờ nào cũng cập bến đâu, không phải là quy định giờ cập bến chung đâu quý bà con ạ. Mình toàn xin phép mình toàn đi một vòng Vân Châu. Trong tuần châu này thì nó là một cái bán đảo quý bà con ạ. Đi ra ngoài cái trục quốc lộ chính hoặc đi vào đất liền thì nó có một cái cầu đi ra. Ngày trước nó là bán đảo, phải đi tàu, đi thuyền ra đảo Tuần Châu. Nhưng mà ngày nay thì là Tuần Châu đã có đường để đi vào trong khu này rồi. Đây là Minh Toàn đang đi từ phía trong mà ra phía ngoài. Đây, khi mà chúng ta vào đi thăm Vinh hoặc là thăm các cái nơi thì chúng ta vào chỗ này chúng ta mua vé chặng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Ra vào đấy chúng ta mua vé. Đây, lượng xe mà về với Tuần Châu vào thời điểm này thì bà con của bác cũng có thể nhìn thấy được là các đoàn xe rất là nhiều. Mặc dù đây không phải là mùa du lịch từ đâu quý bà con ạ. Về cảnh đẹp ở Hạ Long nói chung và Tuần Châu nói riêng là một trong những cái nơi mà đất du lịch của Việt Nam. Cũng hy vọng rằng có dịp xin kính mời quý bà con cô bác
có điều dịp sẽ về ghé thăm Tuần Châu và về ghé thăm Hạ Long. Trước mặt của chúng ta là một cái nhà để biểu diễn các câu lạc bộ cá heo, sư tử biển. Và đây là một cái khách sạn khá là khang trang. Có các cái vòi phun nước này khá là mát đấy quý bà con. Đây, Tuần Châu Park. Mình toàn xin dừng ở đây và chụp một cái bức ảnh về nơi này nhé. Đây đi công đi tham quan và đi giải trí các cái trò chơi thì chúng ta vào khu này và câu lạc bộ cá heo, hải cầu, sư tử biển, đây là khu biểu diễn và chúng ta phải vào quầy vé ở trước mặt để chúng ta mua vé. Đây là cái khu bãi biển rồi, đang tổ chức một cái tiệc cưới rất là đẹp. Mình Toàn xin phép xuống đây để mình Toàn chụp lại cái hình này, khá là đẹp này. Khá là đẹp, chuẩn bị một cái lễ cưới hay sao. Đây thì có cả lưới của ống truyền bãi biển. Ở Tuần Châu thì cũng là một cái nơi mà tổ chức thi hoa hậu của quốc tế. Và đây là các du khách mà về tắm biển. Đây là một, chắc là một cái tiệc cưới. Bãi biển đẹp quá. Đây, khu này là khu các tổ chức tiệc cưới. Này là khu bãi biển quý bà con.
Đây, và đây là một nhà hàng mà dừng đây để cho quý bà con có thể ăn uống. Nhà hàng rất là nhìn giản dị nhưng rất là sang trọng. Tem Building. Đây là tổ chức các cái trò chơi của các cái đội, của các cái nhóm mà khi về Tuần Châu tham gia tắm bãi biển thì tổ chức ở bãi cát này. Ngôi nhà đằng trước quý bà con cô bác thì khá là khang trang, mặt hướng ra biển rất là đẹp. Đây có một vườn hoa hồng nữa quý bà con.